Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho chương trình Hòa Giải Phát Triển trưa nay trên sóng của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin, vấn đề sự kiện vừa diễn ra tại các địa phương trong tỉnh. Hôm nay ngày 1 tháng 8 chúng tôi có những thông tin nổi bật sau. Huyện Xuyên Mộc tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19. Cơ cấu kinh tế thành phố Bà Rịa chuyển dịch đúng hướng. Hội đồng nhân dân thành phố Vũng Tàu khóa 6, nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức kỳ họp thứ 14. Mở đầu phần thông tin địa phương trưa nay là những ghi nhận từ huyện Xuyên Mộc. Thưa quý vị, ngày 31 tháng 7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Xuyên Mộc tổ chức cuộc họp triển khai công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện. Báo cáo tại cuộc họp, Phòng Y tế huyện Xuyên Mộc cho biết, tính từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 30 tháng 7, trên địa bàn huyện Xuyên Mộc chưa ghi nhận trường hợp nhiễm COVID-19. Công tác phòng chống dịch bệnh đã và đang tiếp tục được triển khai đồng bộ quyết liệt. Huyện đã rà soát 296 trường hợp trở về từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi từ ngày 1 tháng 7 để hướng dẫn theo dõi sức khỏe. Phòng Y tế huyện Xuyên Mộc cho biết, tính đến ngày 30 tháng 7, huyện Xuyên Mộc có 2 ca nghi nhiễm COVID-19, gồm 1 ca ở thị trấn Phước Bửu, 1 ở xã Phước Thuận, về từ Đà Nẵng có biểu hiện ho, đau rát họng, đang điều trị cách ly tại khoa truyền nhiễm Trung tâm Y tế huyện. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đã chuyển mẫu xét nghiệm 2 trường hợp nghi nhiễm trên. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Ban chế độ phòng chống bệnh huyện Xuyên Mộc đã tổ chức các đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các xã thị trấn, kiểm tra các cơ sở kinh doanh vật tư, trang thiết bị y tế khi có ý kiến phản ánh của người dân. Công an huyện phối hợp với các xã thị trấn và các ngành liên quan nắm tình hình người đi từ vùng dịch trở về địa phương. Công tác thông tin truyền thông được triển khai đến từng hộ gia đình, trong đó chú trọng truyền thanh lưu động. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Xuyên Mộc vừa tổ chức hội nghị lần thứ tư khóa 8 nhiệm kỳ 2019-2024 nhằm đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm. Trong 6 tháng qua, mặt trận các cấp tại huyện Xuyên Mộc đã triển khai thực hiện tốt cuộc vận động ủng hộ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Tính đến cuối tháng 4 năm 2020, toàn huyện đã tiếp nhận tiền mặt và ATM gạo, quà, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn y tế phòng chống dịch bệnh với tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng. Tặng cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh trên địa bàn huyện. Vận động quỹ vì người nghèo được gần 1,1 tỷ đồng, đạt 108% kế hoạch năm. Công tác giám sát phản biện xã hội thực hiện tốt từ huyện đến cơ sở, trong đó chất lượng giám sát phản biện được nâng lên. Từ nay đến cuối năm 2020, Mặt trận Tổ quốc huyện Xuyên Mộc tiếp tục triển khai cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các phong trào thi đua yêu nước. Tăng cường công tác giám sát phản biện của mặt trận, phát động nhân dân tích cực tham gia xây dựng quỹ vì người nghèo. Chuyển sang những thông tin từ thị xã Phú Mỹ. Thưa quý vị, thị ủy Phú Mỹ vừa tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ tại đảng bộ xã Sông Xoài và xã Châu Pha. Lãnh đạo thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ đã trao quyết định của Ban thường vụ thị ủy chỉ định bà Ngô Thanh Thảo, thị ủy viên, trưởng phòng nội vụ thị xã tham gia Ban chấp hành Ban thường vụ đảng ủy, giữ chức danh bí thư đảng ủy xã Sông Xoài. Điều động ông Nguyễn Tấn Hiệp, bí thư đảng ủy phường Mỹ Xuân đến nhận công tác tại đảng bộ xã Châu Pha và chỉ định tham gia ban chấp hành ban thường vụ đảng ủy, giữ chức vụ phó bí thư đảng ủy xã Châu Pha. Lãnh đạo thị ủy Phú Mỹ mong muốn các cán bộ được điều động chỉ định lần này sẽ phát huy trí tuệ, phẩm chất, trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ ban thường vụ thị ủy giao. Bây giờ là ghi nhận từ thành phố Bà Rịa. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng, 1 tháng 8 năm 1930, 1 tháng 8 năm 2020, Thành ủy Bà Rịa đã tổ chức đoàn đi thăm và tặng quà 10 cán bộ, nguyên là lãnh đạo ban tuyên giáo, trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Bà Rịa các thời kỳ. Lãnh đạo Thành ủy Bà Rịa ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của các cán bộ nguyên lãnh đạo ban tuyên giáo, trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Bà Rịa các thời kỳ đối với sự phát triển của thành phố cũng như ngành tuyên giáo. Lãnh đạo Thành ủy cũng dành thời gian trao đổi, trò chuyện, chúc sức khỏe và mong muốn các cán bộ lão thành tiếp tục có nhiều đóng góp cho địa phương, truyền lửa cách mạng cho thế hệ trẻ noi theo, nhất là cán bộ trẻ đang công tác trong ngành tuyên giáo, giúp ngành tuyên giáo đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Hội Phụ nữ thành phố Bà Rịa phối hợp với Hội Phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn về đề án tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018-2027 của Thủ tướng Chính phủ cho 155 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban chấp hành Hội Phụ nữ 11 xã phường của thành phố Bà Rịa. Cán bộ phụ nữ trên địa bàn thành phố Bà Rịa được quán triệt các nội dung cơ bản của đề án 938 và 979 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó tập trung vào các nội dung như xây dựng các cơ chế chính sách hỗ trợ phụ nữ, an toàn vệ sinh thực phẩm, giáo dục đạo đức, pháp luật, nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ. Lớp tập huấn giúp cán bộ phụ nữ nắm được những nội dung cơ bản của hai đề án, qua đó tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả tại địa phương, đơn vị mình, tạo điều kiện hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, qua đó khẳng định vị trí, vai trò của người phụ nữ trong giai đoạn mới. Ngày 31 tháng 7, Hội Khuyến học và Đoàn Thanh niên phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa tổ chức chương trình Thắp sáng ước mơ tiếp sức đến trường năm 2020. Tại chương trình Thắp sáng ước mơ tiếp sức đến trường, Hội Khuyến học phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa đã trao tặng 15 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích giỏi và khá trong học tập. Mỗi suất học bổng trị giá 500.000 đồng. Hội cũng trao 3 suất khen thưởng khuyến tài cho học sinh đạt các giải thi cấp quốc gia, cấp tỉnh, mỗi suất 300.000 đồng. Tặng 30 bộ đồng phục cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi bộ trị giá 150.000 đồng. Kinh phí chương trình được trích từ Quỹ Khuyến học khuyến tài của phường và vận động mạnh thường quân tài trợ. Thưa quý vị, từ nhiệm kỳ 3 giai đoạn 2005-2010, Bà Rịa đã xác định cơ cấu kinh tế của Bà Rịa trong tương lai là thương mại dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp. Đến nhiệm kỳ 5, tức là sau 3 nhiệm kỳ phấn đấu, thành phố đã đạt mục tiêu này. Trong cơ cấu kinh tế, thành phố Bà Rịa lấy dịch vụ thương mại làm mũi nhọn. Và ở nhiệm kỳ 2015-2020, các điều kiện phát triển kinh tế thương mại tiếp tục được tập trung đầu tư. Trung tâm thương mại chợ đầu mối Bà Rịa được nâng cấp. Các chợ phường xã được xây mới, cải tạo với tổng kinh phí hàng trăm tỷ đồng trích từ ngân sách và cả quy động xã hội hóa. Hồi xưa mà chưa có chợ này á, là nói về an ninh đường xá là nó bề bộn, dễ gây ra tai nạn, còn bây giờ thì rất an toàn. Loại hình kinh doanh hiện đại cũng phát triển mạnh tại Bà Rịa. Đến nay trên địa bàn thành phố có 3 siêu thị tổng hợp, siêu thị chuyên ngành cùng hàng trăm cửa hàng bách hóa tự chọn. Một siêu thị các mặt hàng của Nhật đang triển khai đầu tư. Các loại hình dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, giải trí và dịch vụ lưu trú không ngừng phát triển về số lượng và chất lượng. Nghị quyết Đảng bộ thành phố Bà Rịa khóa 5, nhiệm kỳ 2015-2020 đặt mục tiêu nâng tỷ trọng thương mại dịch vụ trong cơ cấu kinh tế lên 44,52%, nhưng trong thực tế đã lên đến 50,37%. Với kinh tế công nghiệp, thành phố Bà Rịa phát triển theo hướng đầu tư các cụm công nghiệp phục vụ yêu cầu tách độc lập cơ sở sản xuất chăn nuôi ra khỏi khu dân cư. Trong số này, cụm công nghiệp tại xã Long Phước đã sẵn sàng đón nhận 10 cơ sở giết mổ từ khu dân cư. Cụm công nghiệp Hòa Long sẵn sàng đón hơn 100 cơ sở vào hoạt động. Cụm công nghiệp Long Hương 2 hiện đã thu hút được 2 dự án. Cụm công nghiệp Hồng Lam đang kêu gọi nhà đầu tư thứ cấp. Giảm dần tỷ trọng nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế, ngành nông nghiệp thành phố Bà Rịa chuyển dịch phù hợp với tiến trình đô thị hóa, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Và 5 năm qua, phát triển nông nghiệp Bà Rịa gắn liền với chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Năm 2019, thành phố Bà Rịa hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. 3 xã nông thôn đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó xã Hòa Long đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đang tiếp tục phát triển thành phường, cũng là góp phần hoàn thiện tiêu chí đô thị loại 1 cho thành phố Bà Rịa. Thu nhập bình quân của người dân xã nông thôn mới đạt 51 triệu đồng một người một năm,
tỷ lệ hộ nghèo chuẩn quốc gia dưới 1%. Ba xã đã trở thành nông thôn mới, cơ sở tầng ngày càng phát triển, đời sống của nhân dân ở đây thì ngày càng nâng lên. Mong muốn của bà con ở đây là ba xã sẽ trở thành là phường, còn thành phố trở thành một đô thị loại một. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, nghị quyết đảng bộ đề ra nhiều nhiệm vụ quan trọng. Trong quá trình thực hiện gặp rất nhiều khó khăn và vướng mắc, nhưng đảng bộ thành phố Bà Rịa đã thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức 43 trên 44 chỉ tiêu chủ yếu của nghị quyết, đạt trên 99%. Thành phố cơ bản đạt tiêu chí là đô thị loại 1. Kinh tế thương mại, dịch vụ tiếp tục khẳng định là mũi nhọn trong cơ cấu kinh tế của thành phố Bà Rịa. Thêm một điều tự hào của thành phố Bà Rịa trong nhiệm kỳ qua là đã được chính phủ công nhận hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới và đã tiếp tục xây dựng 3 xã đạt tiêu chí là xã nông thôn mới nâng cao. Những thông tin từ Quyền Đất Đỏ sẽ chuyển đến quý vị ngay sau đây. Thưa quý vị, Ban Chỉ huy Quân sự, Công an huyện, Đồn Biên phòng Phước Hải, Quyền Đất Đỏ vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp giữa ba đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2020 theo nghị định số 03/2019 của Chính phủ. Thực hiện nghị định 03 của Chính phủ, 6 tháng đầu năm 2020, ba đơn vị Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Đồn Biên phòng Phước Hải đã trao đổi, kiểm tra, xác minh 24 tin tức, tổ chức 13 lượt tuyên truyền pháp luật, tổ chức cho 96 chủ hộ kinh doanh tạp hóa ký cam kết không vận chuyển, tàn trữ, mua bán, sử dụng trái phép các loại pháo, vũ khí, công cụ hỗ trợ, bắt xử lý hình sự 12 vụ với 12 đối tượng mua bán, tàn trữ trái phép chất ma túy, tiến hành xử lý 28 vụ hình sự về trật tự xã hội. Phối hợp xác minh xử lý 3 vụ, 5 phương tiện va chạm chìm trên biển. 6 tháng cuối năm, ba đơn vị công an quân sự biên phòng trên địa bàn huyện Đất Đỏ tiếp tục phối hợp làm tốt công tác nắm tình hình, thường xuyên trao đổi thông tin, thống nhất xử lý tình hình về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chiều hôm qua 31 tháng 7 tại xã Láng Dài, cụm thi đua số 2 huyện Đất Đỏ gồm các xã Long Tâm, Láng Dài, Phước Long Thọ và thị trấn Đất Đỏ tổ chức sơ kết phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm. 6 tháng qua, các đơn vị trong cụm thi đua số 2 huyện Đất Đỏ đã thực hiện hiệu quả nhiều chỉ tiêu quân sự quốc phòng, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19, công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, phát triển đảng trong lực lượng dân quân tự vệ đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Cụm thi đua số 2 huyện Đất Đỏ thống nhất trong 6 tháng cuối năm sẽ tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, hoàn thành tốt công tác huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị và diễn tập, làm tốt công tác dân vận, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Khép lại phần thông tin địa phương trong chương trình Hoàn Diệu Phát Triển trưa nay là những ghi nhận từ thành phố Vũng Tàu. Thưa quý vị, ngày 31 tháng 7, Hội đồng Nhân dân thành phố Vũng Tàu tổ chức kỳ họp thứ 14 nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố ước hơn 2.168 tỷ đồng, đạt 56% dự toán được giao. Tổng doanh thu thương mại dịch vụ thực hiện 107.180 tỷ đồng, đạt 42% kế hoạch. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 13.824 tỷ đồng, đạt hơn 45% kế hoạch, bằng 95% so với cùng kỳ. Trước những tác động của dịch COVID-19, thành phố Vũng Tàu đã triển khai các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường, tăng cường công tác phòng chống dịch, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho người nghèo, người khó khăn, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, lao động bị mất việc do ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Kỳ họp thứ 14, Hội đồng Nhân dân thành phố Vũng Tàu đã thông qua 26 nghị quyết liên quan đến vốn đầu tư công, tái định cư. Kỳ họp cũng miễn nhiệm 5 ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu và bầu bổ sung 6 ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016-2021.
với thông điệp nhận thức giá trị của những điều nhỏ nhất xung quanh mình, một nhóm học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đã tổ chức sự kiện bay tại nhà văn hóa thanh niên tỉnh. Bay mô phỏng một địa điểm để chuyển nhượng những vật dụng. Tại sự kiện bay, các học sinh trưng bày rao bán, trao đổi các mặt hàng quần áo, giày dép, sách vở, đồ dùng học tập, đồ lưu niệm với giá rẻ hơn thị trường. Đây là những món hàng còn mới hoặc đã cũ nhưng vẫn còn hữu dụng. Sự kiện bay diễn ra từ ngày 31 tháng 7 kéo dài đến hết ngày 2 tháng 8. Sự kiện bay thuộc dự án SICO của học sinh trường trung học phổ thông tại thành phố Vũng Tàu nhằm lan tỏa thông điệp tiết kiệm và tạo nguồn thu nhập tự chủ cho bản thân. Thưa quý vị, xác định sách là một kênh thông tin quan trọng trong việc tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với người dân. Tháng 2 năm 2019, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã phát động phong trào vận động đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng tủ sách thi bộ thôn, ấp, khu phố. Đến nay, sau hơn một năm thực hiện, 100% khu phố, phường Thắng Gì đều có tủ sách chi bộ. Những tủ sách này đã giúp cho đảng viên, người dân có điều kiện cập nhật kiến thức, đồng thời góp phần xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng. Tủ sách của chi bộ khu phố 3, phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu đi vào hoạt động từ tháng 5 năm 2019. Từ vài chục quyển sách ban đầu, thông qua vận động các đơn vị cá nhân và nhân dân quyên góp, ủng hộ. Đến nay, tủ sách đã có hơn 500 đầu sách liên quan đến công tác xây dựng đảng, dân tộc, tôn giáo, khoa học, xã hội. Chi bộ khu phố đã cũng là triển khai rộng và coi như là cùng sự đóng góp là của các đồng chí đảng viên trong cấp ủy và các đồng chí đảng viên 76 và quần chúng và cán bộ cơ sở coi như là cùng nhau mà đóng góp để xây dựng cái tủ sách. Phường Thắng Nhì có 9 khu phố. Chỉ sau 6 tháng phát động phong trào vận động đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng tủ sách chi bộ thôn, ấp, khu phố do Ban Tuyên giáo tỉnh ủy và thành ủy phát động, 100% khu phố trên địa bàn phường đều có tủ sách, bình quân mỗi tủ sách có hơn 500 đầu sách các loại. Thì sau khi mà chi bộ phát động xây dựng tủ sách của chi bộ thì tôi cũng là một đảng viên cho nên tôi hưởng ứng rất là nhiệt tình là kêu gọi ở trong đảng viên ở trong chi bộ mình á, mỗi người ở nhà có sách nào thì đem ra để mà đóng góp vô cho tủ sách của khu phố. Rồi đồng thời là chúng tôi còn sưu tầm thêm ở bên ngoài nữa. Ví dụ trong hộ dân nào mà kêu gọi trong hộ dân nào mà có sách nào mà thấy mà đem lại lợi ích đó, thì sẽ đóng góp vào cho tủ sách. Với hàng trăm đầu sách ở nhiều thể loại, tủ sách chi bộ tại các khu phố đã góp phần nâng cao tri thức, năng lực lãnh đạo của cán bộ đảng viên, các tổ chức đoàn thể, đồng thời giúp người dân đảng viên tìm hiểu những thông tin mới chính thống, các kiến thức kinh tế xã hội, pháp luật hữu ích, góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng. Theo tôi thì thấy mình thành lập một cái tủ sách nơi đây thì rất là tốt. Để cho mọi người có thể vào đọc được thoải mái, tạo một cái sân chơi lành mạnh để mà tìm hiểu thêm kiến thức của đảng và nhà nước để mà có những cái kiến thức của mình thêm. Chương trình Hòa Nhịp Phát Triển trưa nay đến đây xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình bản tin thời sự tiếp theo.